Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Thì mình đọc trong các comment của video thì có vẻ như các bạn thường quan tâm rất nhiều tới các mẫu màn hình chơi game mà giá nó phải hấp dẫn đúng không? Vì thế ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em hai mẫu màn hình đến từ Acer, một chiếc to 27 inch và một chiếc nhỏ hơn một chút 24 inch. Lý do tại sao mình lại mang đến hai mẫu màn hình nó hơi khác nhau một tí như thế này? Thì đôi khi chọn mua cho bản thân một mẫu màn hình thì anh em thường quan tâm đến gì? Màn hình kích thước bao nhiêu inch là đủ đúng không? Mà chưa kể đến đó, nếu như bộ máy ở nhà anh em mà nó kiểu mạnh quá ấy, mà màn hình đang chơi định mua thôi nhá là 144Hz thì có vẻ hơi ít, bởi vì đôi khi máy anh em có thể để lên 200, mà mua màn hình 240 thì lại hơi thừa quá. Thì tại sao mình lại nói vậy thì một chút nữa mình sẽ bật mí cho anh em. Với mẫu màn hình 27 inch mình đang có ở đây sẽ có độ phân giải là Full HD, tần số quét 144Hz và độ trễ là 1mili giây. Tuy nhiên thì với các thông số tương đối là hấp dẫn như vậy, tấm nền nó chỉ được trang bị TN, tuy nhiên theo mình thấy thì có vẻ tương đối tốt, nó không phải tấm nền TN kiểu rẻ tiền anh em nhìn vào thấy khó chịu. Mình thấy các góc nhìn của nó là tương đối ổn để có thể sử dụng rồi. Và với độ phân giải Full HD mà 27 inch thì đôi khi anh em sẽ nhìn nó hơi rỗ nhẹ một chút, tuy nhiên thì nếu mà chỉ dùng để chơi game cũng như xem phim thì hoàn toàn sẽ không có vấn đề xảy ra cả. Còn tương tự với mẫu màn hình Acer 24 inch thì các thông số cũng giống hệt như vậy, tuy nhiên thì với màn hình 24 inch anh em hoàn toàn có thể đẩy tần số quét lên đến 180Hz. Tại sao mình lại nói vậy? Bởi vì nếu như anh em chỉ dùng cơ bản ấy thì nó sẽ là 144Hz, hoặc anh em có thể là tùy chọn cài đặt lại thành 180Hz. Thì cái này nó hơi lạ một chút nhỉ, mình không rõ tại sao hãng lại không cho đẩy luôn lên 180Hz. Và với độ phân giải Full HD 24 inch thì đương nhiên rồi, màn hình nó sẽ đỡ rỗ hơn khi so với màn hình 27 inch. Và với tần số quét có thể lên đến 180Hz có lẽ là phù hợp nhất khi so với 144Hz thì hơi thiếu, và 240Hz thì lại hơi thừa khi mình vừa nói vừa nãy. Và việc hai mẫu màn hình này đều được trang bị tấm nền TN, thứ nhất là để giảm giá thành sản phẩm khi mà hai mức giá sản phẩm tương đối hấp dẫn, và cho tốc độ phản hồi được nhanh nhất là chỉ độ trễ chỉ 1mili giây thôi. Với những anh em game thủ thì độ trễ càng thấp thì càng tốt đúng không? Hoặc anh em có thể đổ lỗi cho việc độ trễ cao nên anh em mới như vậy, fit như vậy ấy. Và sẽ có một ưu điểm nữa, đó chính là hai mẫu màn hình này được trang bị G-Sync. Với con chip G-Sync này được tích hợp thẳng từ phần cứng luôn, không phải cập nhật qua phần mềm từ FreeSync lên G-Sync, nên anh em cứ yên tâm đi. Nên là việc đồng bộ các khung hình để tránh hiện tượng xé hình sẽ diễn ra mượt mà nhất. Và mình sẽ bật mí cho anh em một điều, đó chính là hai mẫu màn hình này được sử dụng thi đấu eSports trong SEA Games nhá. Thi đấu trong SEA Games anh nhá. Thế nên anh em không phải bàn luận nhiều về kiểu chất lượng, kiểu hiển thị chơi game nó sướng như nào cả. Còn lại về phần thiết kế và kiểu dáng thì đều mang đậm tính chất gaming, tiện lợi. Các tư thế nâng lên, hạ xuống, sang trái, sang phải hay thậm chí là xoay thẳng, xoay ngang ra đều được hết ở trên hai mẫu màn hình này. Cuối cùng về khả năng kết nối thì hai mẫu màn hình này được trang bị hai cổng thông dụng nhất hiện nay, đó là HDMI và DisplayPort. Về giá của mẫu màn hình Acer Predator 27 inch ở đây sẽ có mức giá là 7.890.000 đồng, còn mẫu màn hình Acer Predator 24 inch thì có mức giá rẻ hơn, chỉ 6.594.000 đồng. Anh em lưu ý một chút nhé, giá sản phẩm này đã là giá sale up 40% rồi, giá gốc của nó tương đối là cao đấy, nhưng mà một khi đã sale up này thì giá phải nói cực kỳ hấp dẫn đấy. Mà còn chưa kể đến đó thì đó chính là phần quà tặng khi anh em mua một trong hai mẫu màn hình này, đó chính là một ba lô Acer Predator có trị giá là 3.5 triệu đồng. Tính ra màn hình mua có bao nhiêu nhỉ, 6.500.000 mà ba lô 3.500.000, màn hình có 3 triệu thôi à, rẻ quá rồi còn gì nữa. Với hai mẫu màn hình này thì anh em sẽ được hưởng chế độ bảo hành là 3 năm 1 đổi 1, tức là như nào, 3 năm 1 và 3S1. Thì khi anh em mua mẫu màn hình này về sử dụng, nếu chẳng may bị lỗi ấy, cả thứ bảy chủ nhật luôn mang đến bảo hành, nếu như quá 3 ngày mà vẫn không sửa được thì sẽ được đổi mới ngay lập tức cho anh em, tương đối là hấp dẫn đấy. Vậy thì đường link của hai mẫu màn hình này mình sẽ để ở phần mô tả của video, anh em nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ các video clip chúng mình trong tương lai. Chào các bạn.